Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái dự án iDrop Campaign của cái dự án Panpa. Đây là một cái dự án mạng Phantom các bạn nhé, FTM đấy. Cái mạng này thì chia sẻ khoảng 200.000 đô la cái cái token FAP. Dự án này sẽ giới hạn là 1.100 slot và top 100 và 100 1.000 random. Tức là những bạn có may mắn nhất top 1.000. Bạn may mắn nhất nó sẽ quay random mọi người nhé. Bạn nào may mắn nhất thì các bạn sẽ nhận được token từ dự án này. Các bạn sẽ làm theo mình để tham gia chương trình này nhé. Chúng ta sẽ làm ở trên nền tảng glam.io. Bạn nào mới chưa có tài khoản glam.io thì mọi người đăng ký bằng email nhé. Nhiệm vụ thì cũng khá là đơn giản, còn 26 đây nữa kết thúc mọi người nhé. Mọi người có thể check cái thông tin cụ thể của nó ở đây, cũng như là những cái quy định của nó ở đây nhé, ruler. Chúng ta sẽ theo dõi về Twitter. Có 3 4 nhiệm vụ thôi, cũng đơn giản lắm mọi người ạ. Đây mọi người ấn flow nhé. Đây là cái website, mọi người có thể check qua một ít về website nhé. Mọi người ấn continue. Cái này thì red dream nhé các bạn nhé. Nó sẽ cho mình một cái bài viết và mình phải red dream lại nhé. Hôm nay sao red dream mà nó lâu chậm vậy? Đây. Có NFT. Đây. Cái link ở đây nhé. Redwin. Quay lại mọi người ấn vào Continue. Dưới nữa là chúng ta sẽ join Telegram group nha. Mọi người đánh tên vào đây này. Đây, mình vẫn là Diệp Vấn 2.200. Dưới này cũng y chang. Cái này thì chúng ta sẽ dán ví nhé. Mọi người copy lấy ví ở trên MetaMask nhé. Cái này thì chỉ ví MetaMask thôi mọi người nhé. Các bạn đừng điền ví chút wallet. Đấy. Phantom FTM. Chứ trước đây chúng ta làm cái dự án gì nhỉ? Quên mất rồi nhỉ? CHNG nhỉ? Cũng là mạng Phantom đấy. Đây. Phantom. Ấy, Phantom cái này testnet chứ. Phantom Mainnet ở đâu ấy? Chắc là bên này mình chưa add mạng đâu. Đây đây. Phantom Opera. Tài sản không có gì nhá. Bên này thì mọi người theo group đi, theo Telegram đi nhá. Đây này. Chúng ta ấn open và join thôi. Phải làm ấy chứ không tí nữa là mình lại quên đấy mọi người ạ. Chúng ta phải làm nhá. Sợ là chúng ta bật lên phát là tí lại chúng ta đi làm cái việc gì đấy là chúng ta lại quên mọi người. Người cố gắng làm dự án này nhé mọi người nhé. Đây. Tiếp tục nha. Đây chúng ta ấn join. Rồi ok chưa mọi người? Xong hết nhiệm vụ rồi nhá. Đấy các bạn copy lấy link này, giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia là kết thúc cái dự án này thôi. Đấy, có update gì thì mình sẽ trả lời sau cho mọi người ở trên kênh của mình nhá. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.